nếu đến Ninh Bình, bạn không thể không ghé Tràng An. Và đến Tràng An, bạn đã đến vùng đất Văn Lâm, nơi vẫn được mệnh danh là làng Kim Chỉ. Đây là vùng đất của những người có bàn tay tài hoa và tâm hồn nghệ sĩ. Vâng, chào chú. Bà ơi, đây là bà thêu gì đấy ạ? Đây là hàng thêu gen xuất khẩu, đất tổ của nghề thêu ở đây. Cho nên là bây giờ từ đứa bé cho đến cụ già là ai cũng làm được hết. Nhưng mà sao bà lại ngồi ở đây để thêu thế? Ở đây cho nó mát, ngày nào cũng làm. Cứ từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm. Ngày xưa bà có thêu cái gì dành riêng cho bà không ạ? Có một đôi gối cưới. Bà ơi, vậy bà học thêu gen từ năm bao nhiêu tuổi hả bà? Từ năm tôi lên 9 lên 10 là tôi đã làm rồi. Cái bé này là bao tuổi ạ? Cháu năm nay là cháu 12 tuổi. Con làm một cái khăn nhà thì con mất khoảng bao nhiêu thời gian? 30 phút hả? Ở nhà con thấy bà mẹ làm nên con cũng muốn giúp đỡ. Bất cứ nơi đâu trong ngôi làng này, bạn cũng có thể thấy những người phụ nữ miệt mài bên khung thêu. Từ khi mà có triều đại phong kiến đầu tiên thời vua Đinh Vua Lê, họ sử dụng những cái sản phẩm về thêu rua ren cho triều đình. Cái nghề thêu phát triển từ đó. Làng thêu Văn Lâm thì người ta biết thêu trắng, thêu màu, nhưng đặc trưng nhất là rua ren. Trên tay Nghĩa là hình ảnh một chú chim rất là đẹp. Vậy cái nguồn cảm hứng để cô có thể tạo ra những cái mẫu thêu này là xuất phát từ đâu ạ? Xuất phát từ tự nhiên, những cái gì nó gần gũi với cuộc sống đời thường, ví dụ như là con chim sẻ này, hoặc những bông hồng, hoặc là hoa lan, hoặc là những cây tre, cây trúc. Tất cả những sản phẩm đấy thì là từ thiên nhiên thì mình đưa vào. Thiên nhiên, cuộc sống của vùng đất Sơn Thủy hữu tình chính là nguồn cảm hứng cho những người nghệ sĩ nơi đây. Văn Lâm, nơi gặp gỡ của sông núi, nơi xưa kia nổi tiếng là điểm bắt đầu của hành cung Vũ Lâm. Trong buổi trưa hè thăm thú cảnh sắc, chúng tôi nghe văng vẳng tiếng đàn bầu. Theo âm thanh thánh thót ấy, chúng tôi đến với đền Thái Vi. Đền Thái Vi ấy, theo về kiến trúc của người xưa là hoàn toàn bằng đá. Tất cả cột, nhang án đều chạm trổ rất tinh xảo. Từ ngoài mà vào thì đến trong, từ bàn thờ, từ cây đèn, từ bát hương là bằng đá hết. Thì máy bay nó bỏ bom, nó oanh tạc, bắn phá. Có những ngày 2-3 trận bom nhưng không có quả bom nào trúng vào đền cả. Cả những cái hàng cột đá này là còn nguyên bản như ngày xưa. Ông ơi, lúc nãy trên đường đến đây từ đằng xa mà con đã nghe được một tiếng đàn bầu rồi. Không biết là có phải tiếng đàn bầu từ trong đền không ạ? Tiếng đàn ở đền ông đánh đấy. Nếu các cháu muốn nghe ông đánh vài bài cháu nghe. Ông chơi cái đàn này cũng lâu rồi đấy. Ông đã làm cái đàn bầu này và cái ống luồng và cái cống bơ, ông buộc cái dây ông đánh cho. Đàn nhị ông chơi, cả sáo trúc, sáo mèo chơi. Chà, ông cứ mua về ông chơi vậy. Chỉ có một ý kiến là con sẽ mạnh dạn hát tại ông một bài hát. Vừa hát vừa đánh luôn nhá. Mây trôi chim xa tăng tính tình cá. Ha ha ha.